cho anh cái chữ gì trực tiếp anh cạc đầu cho anh lên cạc đầu. Thân mến, vào lúc 7 giờ 10 phút tại ngã tư giao lộ Thủ Đức Lái Thiêu thì sau khi diễu hành, đoàn đua đã được đồng chí Đặng Trung Hiếu, giám đốc đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phất cờ và các tay đua đã bắt đầu. Tổ thể thao trung tâm thời sự đã có theo dõi những cái tổ chức đua của các quận, nhưng mà đó là những cái sự kiện lẻ thôi. Nó không thành ra một cái chương trình đinh qua rút kinh nghiệm các cái thí nghiệm của các quận đó, thì tất cả đều nhận thấy rằng chỉ có đài truyền hình đó mới có điều kiện để tổ chức cái cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình trước mắt cũng như lâu dài. Chính vì vậy á, cho nên á, giao cho phòng thể thao và ông Phạm Khắc lúc bấy giờ là phó thường trực chịu trách nhiệm nghiên cứu. Chúng tôi có thể nói là tự hào là cuộc đua lần thứ nhất năm 89 đó, là 21 đội, cái lực lượng vận động viên rất là đông, mà có nói là từ Bắc vào Nam có 4 trận thôi, thành phố Hồ Chí Minh, Bảo Lộc, Đà Lạt, rồi Đà Lạt về Bảo Lộc, về thành phố Hồ Chí Minh, non 700 km, một cái lộ trình, một cái cự ly mới nhất so với Việt Nam từ thời sau 75. Chúng ta tổ chức 4 trận mà lại có leo đèo. Những cái chặng đua này thì nó lại quá 100 km. Có người lên tới đỉnh đèo. Tới đỉnh đèo thôi là ngã xuống. Từ từ về đích, một hình ảnh rất xúc động thưa các bạn. Tiến hành mà tổ chức đua đó thì trăm điều lo âu. Xăng mà để đổ cho mô tô chạy theo bảo vệ lộ trình đó, là chúng tôi phải xin cái tiêu chuẩn chở những cái phi xăng đi theo. Năm đầu tiên thì cuồng sấp xỉ gần 300 người, chờ vận động viên hầu như không có. Tất cả các cái tỉnh mà đi qua không thể có cơ sở vật chất,
để dung nạp được hết toàn bộ các cái vận động viên, cho nên chúng tôi đã cố gắng hết sức liên lạc, làm việc, xin hỗ trợ của các địa phương. Thậm chí là có nơi địa phương là giúp đỡ bằng cách là cho mượn các cái trường học. Và trường học thì đương nhiên là học sinh đang đi học, cho nên là phải xin sở giáo dục và cho các em nghỉ trong những ngày hôm đó, rồi mua thêm chiếu, thêm chăn, thêm màn để cho vận động viên ở. Và tôi rất là cảm động khi mà các em học sinh rất là nhỏ phải gánh nước đổ vào các cái bể chứa để cho vận động viên sử dụng. Đấy là những cái câu chuyện mà mãi mãi tôi không bao giờ tôi quên. Thời điểm tháng 9, đường xá Việt Nam mình còn gồ ghề, còn nhiều khê lắm, rất đường đi rất là xấu. Xe riếp mà nó chạy dàn lên dàn xuống như thế này nè. Cái anh cameraman của đài mình á, ổng vác một cái camera mà xốc lên xốc xuống xốc lên xốc xuống, anh để kèm lượt để mà tạo được cái khung hình nó yên tĩnh á, rất là hiếm. Phải nói nắng gió sương gió rồi đứng lên đứng xuống rồi khổ sở, đứng trên xe jeep và có khi xuống ô tô nữa. Hồi xưa về kỹ thuật thì rất khó khăn, phải nằm xuống ô tô, nằm sát đưa cái máy lên tạo những góc độ đẹp. Những cảnh đó thì rất quý giá vô cùng, nhiều khi nguy hiểm lắm. Ô tô mà chạy mỗi lần hô ấy, ngã nha, ngã xuống quay nha, là bậy đi. Nếu mà hoàn thành được gửi sóng, gửi về đài để phát sóng thì đó đều hãnh diện. Hồi xưa đó, để muốn lấy được một cái cảnh động á thì quay phim chạy trước, tìm một cái chỗ nào có góc độ cao đó, góc độ cao thí dụ như một cái ngọn cây hay là một cái ngọn núi, một ngọn đồi nào đó, để anh đứng trên đó anh kìm, anh rình sẵn, anh chờ sẵn đồng đua tới, anh lấy một hai cảnh đó, phải trèo lên núi, trèo lên tù số lưng chừng núi để lấy được cái cảnh. Có một cái thành viên mô tô là chỉ chuyên là đưa băng về thôi, đưa băng về đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thôi. Thí dụ như chúng tôi làm dựng phim xong là 4 giờ chiều thì cái anh mô tô này ảnh phải lận lưng cái băng chạy từ Bảo Lộc chạy về đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Ngay đêm đó thì là phát cái chương trình tường thuật đua xe đạp để cho kịp thời phục vụ khán giả. Trận thứ hai đến Đà Lạt thì mô tô không về được nữa, xa chúng tôi lại gửi xe đò về, bằng mọi cách làm sao về trước 7 giờ tối để kịp phát sóng. Mỗi ngày đi qua thì khán giả mong đợi rất là lớn đối với là cái đoàn tường thuật đua xe đạp. Chính vì thế mà cái ý thức trách nhiệm của anh em chúng tôi càng lúc càng nâng cao hơn. Phần lớn là không trưa tới 4-5 giờ chiều mới xong cái phim mà. Đến cuộc đua năm 92 thì Cục Thể dục Thể thao đã quyết định nâng cái cuộc đua lên, lấy cái tên là cuộc đua toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và đưa nó vào hệ thống thi đấu quốc gia. Đến năm 1993 đó thì chúng tôi tổ chức cuộc đua từ Hà Nội về thành phố Hồ Chí Minh và chúng tôi lấy cái tên là Hà Nội Huế Sài Gòn. Hà Nội Huế Sài Gòn, giang rộng vòng tay Bắc Trung Nam. Hà Nội Huế Sài Gòn, chặng đường đua nối vòng tay lớn. Hà Nội Huế Sài Gòn, hành trình tôi sơn chúng ta, con đường đua xuyên qua nước ta, nối liền tình yêu thiết tha. Từ Thăng Long về Thăng Cố Đô, vượt hai vân thành hàng lớn nhanh, hướng về thành phố ba. Khi Trường Sơn rừng sâu núi xanh, khi biển bao la xanh rất xanh, dường như ai hát bên cạnh. Chúng ta làm cái chương trình cúp xe đạp truyền hình á, không phải không có nhiều ý kiến, vì có người ta cho rằng HTV chơi trội, nhưng mà trên thực tế hành động thì không phải như vậy, là vì chúng ta không phải đem niềm vui không khí lễ hội cho nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thôi, mà truyền hình đi đến đâu
thì đem niềm vui đến đó. Mà cái tình nghiệp vụ, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm làm truyền hình của các nơi với HTV nó tăng cường và phát triển. Và việc đó không phải thể hiện chỉ ở Việt Nam thôi, mà chúng ta sang Lào, sang Campuchia, thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa hai dân tộc. Thì suy nghĩ mà để đưa cái cuộc đua của mình ra nước ngoài là suy nghĩ chung của ban tổ chức. Và cái việc đầu tiên là mình phải làm việc với Tổng cục Thể dục Thể thao. Tổng cục Thể dục Thể thao là rất ủng hộ. Và Tổng cục Thể dục Thể thao thì là làm đầu mối để mà mình làm việc với Bộ Ngoại giao, Bộ đội Biên phòng, thuộc Bộ Quốc phòng, Binh Công an và một số các cái bộ phận khác nữa để chuẩn bị cho cái tổ chức cái cuộc đua. Và sau khi được nhất trí ở Việt Nam thì chúng tôi đi tiền trạm qua Lào và cũng làm việc giống như thế, cũng là đầu mối là cái ngành thể dục thể thao của Lào, và hai bên đều nhất trí, và như vậy chúng ta tổ chức cái cuộc đua đó vào năm 2016. Lần đầu tiên họ thấy là mô tô này, rồi là xe đạp này, rồi những cái cuộc mà họ chưa hình dung được cái cuộc đua xe đạp như thế nào, cho nên là họ tập trung ra ngoài đường có rất là đông. Lớn mạnh của cúp truyền hình đã góp phần cho vận động viên có thành tích. Cái thế hệ đầu tiên chúng tôi còn nhớ lại như là Lưu Hồng Đức, Lưu Hồng Hải, Dũng Minh Chiến, rồi Bùi Thiện Thành, vân vân. Sau này có thể nói là nổi bật nhất là Trương Quốc Thắng. Ra xe là đã thấy là con gà đã rất là nổi bật của làng đua xe đạp. Rất là may mắn khi mà được tham gia cuộc đua trên cúp truyền hình, trên cúp HTV từ năm 14 tuổi. Thực sự đối với vận động viên xe đạp, cái mong muốn hầu như hàng đầu là được tham gia cuộc đua cúp truyền hình HTV. Đó là một cuộc đua phải nói là chất lượng chuyên môn rất tốt và một cuộc đua lớn nhất của Việt Nam từ trước tới nay. Năm 94 thì Thắng bị tai nạn ở chặng Thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết, nứt cái xương vai bên trái. Đó là một cái động lực để Thắng có thể tập luyện nghiêm túc hơn, để mình trưởng thành hơn. Mình được tham gia vậy, mình được cọ sát với những vận động viên đàn anh và tích lũy kinh nghiệm cũng như tích lũy thể lực. Và đó là một cái bước đệm để cho Thắng những cái thành công sau này, cũng như huy chương vàng châu Á năm 2000 ở cúp truyền hình HTV thì Thắng đạt được 4 chiếc áo vàng và hiện đang nắm giữ kỷ lục người đạt được áo vàng nhiều nhất. Cuộc đời của Hiếu thì nó gắn liền với cái xe đạp, cũng giống như gắn liền cái cúp truyền hình hàng năm. Từ khi mà thi đấu và kết thúc cái xe đạp thì Hiếu không có bỏ cái cúp truyền hình năm nào. Từ cái cúp truyền hình đó thì Hiếu có quen vận viên từ đội tuyển quốc gia đó, thì vận viên Vũ Hồng Thủy. 2006 ngày 1 tháng 3 thì Hiếu tập trung, Hiếu về Hiếu lấy vợ xong thì mới tập trung đi tập huấn ở Đà Lạt một tháng nữa thì chuẩn bị cho cái cúp truyền hình, thì cũng không có cái tuần trăng mật. Thì luôn tiện cái cúp truyền hình năm 2006 đấy thì cuộc đua nó rất là dài, cho nên là Hiếu với vợ Hiếu đi theo một dọc một giải đất nước đó để mà làm một cái giải như là một cái tuần trăng mật. Hiếu
rất là cảm ơn ban tổ chức cúp truyền hình đã tạo điều kiện cho Hiếu cũng như vợ Hiếu để mà tham dự cuộc đua đấy, và cũng giống như là đồng hành cùng với cúp truyền hình. Vì đoàn đua đem lại niềm vui cho các nơi, cho khán giả, thì phải nói rằng tất nhiên là khán giả thì rất quý và trân trọng việc làm này. Thì đừng vào dân tộc á, người ta phải gùi nhau từ sáng sớm đi mấy cây số để mà ra tận đường đua để cổ vũ. Đường đua chỉ lướt qua trong vòng mấy phút thôi. Các em học sinh ở dọc đường đó để mà tiếp đoán đoàn đua. Trên đường đua của chúng tôi đó, có khi là các cái lực lượng bảo vệ lộ trình rất cực khổ, vì phía sau mỗi vận động viên đó, có khi cả hàng ngàn xe gắn máy đi theo. Đó là chưa kể cái người hai bên đường họ xem. Ví dụ như những cuộc đua đầu tiên là đi qua nhiều cái chặng đường, người ta thấy coureur nó cực khổ, người ta tạt nước. Có những cái trường hợp người ta bưng cái xô nước người ta tạt, nó tuột tay, nó văng vô vận động viên té. Rồi cái lúc đầu người ta không biết, người ta lấy cái vòi nước mà giống như ta rửa xe, người ta xịt vô thẳng vận động viên, nó mạnh quá, vận động viên máng ghi đông nhau té. Thì từng bước là, cái đó là tôi muốn nói là họ đam mê chứ không phải họ cố tình. Nhưng sau họ hiểu ra là họ không tạt nước mà họ cũng lấy cái vòi đó mà họ đưa lên trời cho nước nó văng xuống cho các vận động viên. Thì cái đó là muốn nói là cái sự thích thú đam mê của cái người xem, họ thích cái xe đạp. Sát sườn cùng với chúng tôi nhất và gắn bó với chúng tôi cho đến ngày mất là anh Phạm Khắc, nghệ sĩ nhân dân. Từ những chi tiết nhỏ như là trên đường đua như thế nào, rồi đi như thế nào, tuyên truyền như thế nào, gặp gỡ địa phương như thế nào. Phạm Khắc có cái tổ chức, về một cán bộ tổ chức, chỉ phải nói nhiệt tình của Phạm Khắc là bất cứ phân công việc gì thì cũng đều lăn xả vào để hoàn thành nhiệm vụ. Sau cái lần đầu tiên tham gia thì ông Phạm Khắc càng lúc càng gắn bó với xe đạp hơn. Và chúng tôi cười cho nói bây giờ đổ ai mà lấy được cái trưởng ban tổ chức của ông Phạm Khắc nha. Tất cả mọi người đều cười vui vì khi tham gia xe đạp rồi mới thấy là cái xe đạp truyền hình nó giá trị và nó lôi cuốn như thế nào. Trong lúc mà đi tiền phương ra để chuẩn bị đua thì anh Phạm Khắc bị tai nạn. Anh có gãy tay nhưng mà anh vẫn là cố gắng để mà điều hành cái cuộc đua từ Bắc về Nam. Biết nói làm sao? Là bởi vì ổng bị thương cách tôi tới gần ngàn cây số. Tôi chạy ra cũng không được. Thì chỉ biết rằng nghĩa là thôi thì ổng đi có tập thể, có đoàn đua với nhau thì chắc là các em cùng với nhau, bảo vệ với nhau. Và quả thật như thế. Nó đáng sợ. Bản thân tôi cho đến bây giờ, sau đúng 30 năm, mà một lần nhớ đến tôi vẫn còn sợ. Khi chiếc xe của chúng tôi đâm phải một chiếc xe tải đi ngược chiều, thì chiếc xe đã bay lên, quay mấy vòng và rơi xuống ruộng. Tôi chỉ nghe một tiếng anh Phạm Khắc nói phía sau
là tới nơi, tiêu tan sự nghiệp rồi. Tôi rùng mình, cử động thì thấy cơ thể mình chỉ có đau một vài chỗ thôi. Tôi tìm được cái máy bộ đàm mà tôi gọi. Đêm hôm đấy thì chúng tôi đã được cứu. Cho đến bây giờ tôi suy nghĩ lại, nếu như ngày đó mà có mình hề gì thì cuộc đua chắc đã kết thúc và cái cúp truyền hình có thể không có đến ngày hôm nay. Lúc bây giờ thì tôi mới đi ra Đà Lạt thăm ông. Thì phải nói rằng đứng về tâm sự, tâm lý của một người vợ thì cũng muốn thôi thì bây giờ không mấy ông về ông dưỡng đi. Chứ còn bây giờ mà tôi cũng hơi ngại. Thì ông mới nói một câu, ông bảo rằng là không, không được bỏ cuộc. Và phải, nghĩa là cái cuộc đua vẫn diễn tiến. Nghĩa là cái tâm huyết rất cao. Và từ đó gia đình cũng ủng hộ luôn cái câu chuyện này. Nhắc đến chú Bảy Khắc thì tôi thế mà nói, đây là một cái người chỉ huy của đoàn đua rất là có tâm. Chú mặc dù năm 93 khi di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội bị tai nạn, nhưng mà chú vẫn tiếp tục điều hành cuộc đua. Ấn tượng của tôi nhất là khi mà tôi chụp bức hình đó là tại Đà Lạt. Tay thì bó bột, chú đứng trên một cái xe vui trần, chú chỉ đạo đoàn đua. Hãy nói là hình ảnh đó, nhìn hình ảnh đó thì thấy ràng rõ ràng những người chỉ huy như vậy là họ có tâm, và cái tâm của họ thành ra cuộc đua càng phát triển. Có lúc anh đau lắm, anh nói rằng Tân à, dù bất cứ cái gì xảy ra nữa thì các em cũng phải cố gắng đưa đoàn đua về đến đích an toàn. Khi anh nói câu đó thì tôi biết rằng sức khỏe và cái cơn đau của anh là nó ở cái đỉnh, ở cái mức là đã khó chịu lắm rồi. Ngoài cái việc gãy tay thì anh còn bị chấn thương sọ não, trật khớp vai. Nhưng hai cái việc chấn thương sọ não thì lúc đó là chưa phát hiện được. Nhưng mà anh nghĩ, anh hàng đêm anh nói là Tân ơi, đau đầu lắm. Thì tôi hứa với anh là dù gì anh yên tâm, dù gì thì tôi cùng với các bạn sẽ đưa cuộc đua về. Một đời người khi làm bất kỳ một điều gì đó thì trước tiên đó là cái hoài bão cho một cái thắng lợi. Và khi làm đó thì ngày hôm nay nó ngày mai sẽ trở thành ký ức, và một thời gian nào đó thì nó sẽ trở thành huyền thoại. Cho nên đối với tôi, tất cả những ký ức này, những kỷ niệm này, những vật này, từ gọi là cái lá cờ giám sát của cái người mà phất cái lá cờ đầu tiên để mà cái đoàn quân tiến lên, cho đến cái ban tổ chức này, đó, nó đã trở thành huyền thoại. Mà đã là huyền thoại thì không ai được quên. Tôi nghĩ rằng, tuy rằng bây giờ ông nhà tôi thì không còn, nhưng khi mà hàng năm mà đoàn đua về tới trong thành phố Hồ Chí Minh á, thì tôi có cảm giác như hình như ông Khắc đang cùng với đoàn đua để tiến về.